Tú Vân Mobile xin kính chào quý khách hàng. Hiện ở cái thời điểm cuối năm thì máy nó cũng rất là khan hiếm. Đường biên về thì em không hiểu tại sao mà đợt này hàng về rất là chậm, gần như là tắc biên, nên là bên em không còn nhiều máy mọi người nhé. Thì còn một số máy và cũng mới nhập thêm được một số thì cũng có ít em ngại không lên video, nhưng hôm nay em lên video để giới thiệu cho mọi người. Thì tất cả những cái chiếc máy này đều là những chiếc máy tuyển chọn mọi người nhé. Không dễ gì mà kiếm được những chiếc máy như thế này ở trên thị trường, chắc chắn với mọi người như thế. Bây giờ nếu mà nhập máy ở chỗ nào mà yêu cầu người ta là máy chưa bung ấy, thì hầu như là người ta lắc đầu, người ta nói là em không có đâu. Nói chung là người ta loại mình luôn ra khỏi danh sách khách hàng, tại vì cái yêu cầu nó quá là cao. Nhưng mà dù sao thì bên em cũng kiếm được một số máy để mà bán cho mọi người. Thì mọi người lưu ý là cái đẳng cấp của những cái chiếc máy này nó khác rất là nhiều so với những chiếc máy mà chỉ là main zin, màn zin bình thường mà các shop hiện tại bán ở trên thị trường mọi người nhé. Những chiếc máy này là những chiếc máy chưa động gì vào, nguyên zin nguyên bản 100%, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Nếu mà main zin, màn zin thì có khả năng là thay vỏ này, có khả năng là thay cam này, có khả năng là rửa cam này, rồi thì những cái chân sạc, rồi thì pin, rồi thì những thứ khác đều có khả năng thay thế mọi người nhé. Tại vì hiện tại ở trên thị trường là người ta hầu như là chỉ có bao benzin, màn zin thôi. Và quan điểm của các thợ, các shop và người dùng thì hầu như chỉ có ở trong đầu là benzin, màn zin thôi. Nhưng mà những cái máy như thế thì chất lượng nó khác rất là nhiều so với những cái chiếc máy mà zin nguyên bản như thế này mọi người nhé. Những chiếc máy zin nguyên bản như thế này thì mọi người dùng, thứ nhất là nó rất là bền, thứ hai là những cái chức năng như camera của nó rất là nét mọi người nhé, và màn hình của máy thì cũng rất là đẹp. Những chức năng thì nó gần như tương đương với máy vừa mới xuất xưởng mọi người nhé. Khi mà mọi người có lỡ tay đánh rơi những cái chiếc máy nguyên zin nguyên bản như thế này thì cái tỷ lệ lỗi màn hình nó rất là thấp mọi người nhé. Còn nếu mà những cái chiếc máy mà chỉ là main zin, màn zin thôi mà đã tháo ra lắp vào nhiều lần, hoặc là đảo màn từ máy này sang máy khác chẳng hạn, mọi người nhiều khi là chỉ rơi nhẹ thôi là nó đã đờ sọc màn rồi, thì những cái chiếc máy như thế thì nếu mà bảo hành cả màn hình thì sẽ bị lỗ mọi người nhé. Đấy là lý do tại sao mà các shop không muốn bảo hành màn hình mọi người nhé. Và bên em thì sẽ bảo hành cho mọi người luôn cả màn hình, tại vì bên em rất là tự tin về cái chất lượng sản phẩm của bên em. Đấy, nên là bên em sẽ bảo hành cho mọi người bao gồm cả màn hình mọi người nhé, trong 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Mọi người khi mà mua máy thì hãy xem xét tất cả những cái yếu tố đó mọi người nhé. Đấy, như bảo hành này, rồi chất lượng máy này, rồi thì phụ kiện này, rồi thì có bao gồm phí ship hay không này, rồi thì có bao gồm những cái phí khác nữa hay không mọi người nhé. Giá bên em bán là đã bao gồm tất cả các loại phí cho mọi người nhé, mọi người không phải trả thêm bất cứ một loại phí nào cả, bao gồm cả phí vận chuyển mọi người nhé. Chiếc máy đầu tiên em giới thiệu với mọi người là một cây iPhone 12 mini phiên bản 128GB. Tình trạng của máy là đẹp keng mọi người nhé, đẹp gần như mới luôn. Và pin theo máy còn 100%, số lần sạc là 0 lần mọi người nhé, coi như là nó gần tương đương với máy mới. Khi mà kích hoạt xong thì bỏ đấy không dùng mọi người nhé. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung, đầy đủ chức năng mọi người nhé. Chiếc máy iPhone 12 mini phiên bản 128GB hiện đang có giá ở Thế Giới Di Động. Đây, em cho mọi người xem nhé. Hiện đang có giá ở Thế Giới Di Động tại thành phố Hồ Chí Minh là 20.990.000 mọi người nhé. Đấy thì nó gần tương đương với là 21 triệu. Thì giá chiếc máy này em để cho mọi người chỉ là 12.900.000 thôi mọi người nhé. Tức là so với giá máy mới thì mọi người sẽ tiết kiệm được hơn 8 triệu mọi người nhé. Đấy, thì mọi người tưởng tượng là hơn 8 triệu thì nó cũng gần bằng một nửa giá trị của máy mới rồi. Mà trong khi đó thì máy này cũng gần tương đương với máy mới mọi người nhé. Đấy. Giá 12.900.000 là đã bao gồm miễn ship và tất cả các loại phí, và cộng thêm phụ kiện cáp sạc, ốp cường lực mọi người nhé. Đấy. Nếu mọi người có yêu thích một chiếc máy iPhone 12 mini đấy, thì đây là một lựa chọn là rất là tuyệt vời mọi người nhé. Đấy. Mua giá của máy cũ, máy xấu mà được một chiếc máy gần tương đương như máy mới như thế này mọi người nhé. Đấy. 12.900.000. Và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB, máy nguyên zin nguyên bản và có ngoại hình đẹp như mới mọi người nhé. Pin của máy này thì rất là cao, pin 94% mọi người nhé.
Máy thì có ngoại hình đẹp như mới và là máy chưa bung nguyên zin nguyên áp mọi người nhé. Pin thì 94%. Đết là tháng 9 năm 2020, tức là đến nay là chỉ có hơn 1 năm thôi mọi người nhé. Và giá của chiếc máy này là 6 triệu 200 nghìn. Máy màu trắng rất là đẹp. Và nguyên bản chưa bung mọi người nhé. Chiếc máy này thì chạy con chip là A13 mọi người nhé. Con chip A13 thì nó tương đương với iPhone 11 Pro Max. Đấy. Mà trong khi đó giá thì nó rẻ hơn cả iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus thì con chip chạy chỉ là A11 thôi mọi người nhé. Đấy. Máy này em để cho mọi người giá là 6 triệu 200 nghìn mọi người nhé. Thế thì chút nữa em sẽ cho mọi người xem cái mức giá ở thế giới di động. Mức giá ở thế giới di động thì nó sẽ gấp đôi luôn mọi người. Đấy. Tiếp theo là một cây iPhone SE 2020, phiên bản 128GB mọi người nhé. Đấy. Viên pin của máy thì còn 89%. Và cây này thì có ngoại hình đẹp như mới, máy nguyên zin nguyên bản, chưa bung mọi người nhé. Đấy. Máy chưa bung. Kể cả những chiếc máy iPhone SE mới như thế này, cái đời mới như thế này mà mọi người kiếm được một chiếc máy chưa bung thì nó cũng là khó đấy mọi người ạ. Đấy, tại vì thường là những cái chiếc máy người ta vận chuyển về là sẽ tháo rời ra và về đến Việt Nam thì sẽ lắp lại mọi người nhé. Đấy, còn những cái chiếc máy này thì được vận chuyển nguyên chiếc từ nước ngoài về Việt Nam nên là có cái mức phí vận chuyển nó cao hơn mọi người nhé. Nên là cái mức giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, nhưng mà em bán cái mức giá này là bình thường, nó không phải là cao mọi người nhé. Đấy, đặc biệt là với những cái chiếc máy mà có chất lượng như thế này. Đấy. Và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 màu đen mọi người nhé. Máy này thì phiên bản 64GB và viên pin theo máy thì 84%. Máy thì có ngoại hình đẹp 99 thôi mọi người nhé. Đấy. Nếu mà soi kỹ thì có một hai vết xước siêu nhẹ. Ngoại hình đẹp 99 và là máy nguyên zin nguyên bản, nguyên áp chưa bung mọi người nhé. Máy này thì em để cho mọi người giá là 6 triệu. Tiếp theo cũng là một chiếc máy iPhone SE, nhưng mà đây là phiên bản SE 2016 mọi người nhé. Đấy. Máy thì có ngoại hình giống iPhone 5S và cấu hình bên trong giống iPhone 6S mọi người nhé. Ra đời sau iPhone 6S. Đấy, ngoại hình của máy thì có một cái vết cấn nhẹ đây. Đấy, cấn nhẹ đây mọi người nhé. Đấy. Nhưng mà đảm bảo với mọi người máy này là chưa bung luôn mọi người nhé. Chất lượng là chưa bung luôn. Còn lại là đẹp mọi người nhé. Chỉ có duy nhất một cái vết cấn nhẹ ở đây thôi. Đấy. Em soi kỹ cho mọi người xem nhé. Đấy, cấn nhẹ đây. Máy này thì có viên pin theo máy là 91%. Và có giá là 1 triệu 950 nghìn mọi người nhé. Đã bao gồm miễn phí ship tặng cáp sạc, ốp cường lực tai nghe. Tiếp theo là một cây iPhone 6S. Cây này thì máy nguyên zin nguyên bản, chưa bung. Đấy. Hiện tại mà kiếm được những chiếc máy 6S chưa bung phải nói rất là khó mọi người nhé. Hầu như là không có luôn. Đấy. Chiếc máy này là một trong những chiếc máy rất là hiếm như vậy. Nó là một chiếc máy zin nguyên bản chưa bung mọi người nhé. Máy này thì có xấu một chút ở đây. Đấy. Có xấu một chút ở đây mọi người nhé. Đấy. Trời các kiểu. Và ở điểm này thì cái màu sắc ở vỏ ở chỗ này thì nó hơi khác so với là màu sắc của toàn bộ cái máy mọi người nhé. Tại vì chỗ này là người ta dán một cái miếng để bảo vệ cam. Viên pin theo máy thì còn 85%. Máy có số email là 8707 mọi người nhé. iPhone 6S quốc tế 32GB. Máy đủ chức năng, không lỗi lầm gì cả mọi người nhé. Pin là 85%. Máy này thì em để cho mọi người giá là 2 triệu 300 nghìn mọi người nhé. Đã bao gồm miễn phí ship và tặng phụ kiện. Tiếp theo là một chiếc máy iPhone 7 có số email là 6039, iPhone 7 quốc tế 32GB, pin 86% mọi người nhé. Máy này thì có ngoại hình đẹp 99%. Nếu mà soi rất là kỹ đấy, thì nó có một hai cái chấm đây mọi người nhé, một hai cái chấm trắng ở đây. Còn lại là đẹp hết mọi người nhé, máy nguyên zin nguyên bản, nguyên áp chưa bung mọi người nhé, coi như là chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì cả. Máy này thì em để cho mọi người giá là 3 triệu 100 nghìn mọi người nhé. Đã bao gồm miễn phí ship và tặng phụ kiện. Tiếp theo là một chiếc máy màu hồng iPhone 7 quốc tế 128GB. Máy này nguyên zin nguyên bản, chưa bung mọi người nhé. Đấy, nguyên áp chống nước. Về ngoại hình của máy thì máy này hơi xấu mọi người. Đấy, có trời một vài vết ở trên đây mọi người nhé. Đấy.
nó là phiên bản 128GB, hơi xấu như thế thì em sẽ bán giảm so với những chiếc máy đẹp là 300 mọi người nhé. Đây, đây có một vết cấn nhẹ mọi người nhé. Đấy. Chiếc máy này thì có viên pin theo máy là 83% và giá em bán cho mọi người là 3.200.000 mọi người nhé. Nó cũng chỉ tương đương với một chiếc máy iPhone 7 quốc tế 32GB thôi. Đấy. Nếu mọi người không quá quan trọng hình thức thì mọi người có thể lấy chiếc máy đó mọi người nhé. Tại vì ốp bên em tặng là một chiếc ốp rất là đẹp, ốp da chống sóc. Nên là mọi người dùng với ốp thì nói chung là xấu cũng như đẹp. Đấy. Thật ra thì ngoại hình của một chiếc máy như thế thì nó không phải là xấu đâu mọi người. Khi mà nhìn kỹ lắm thì nó mới xấu thôi mọi người nhé. Còn nhìn qua thì nó vẫn đẹp. Nhưng mà quan trọng là một chiếc máy nguyên zin thì mọi người sẽ dùng rất là bền và an tâm mọi người nhé. Và tiếp theo cũng là một chiếc máy iPhone 7 quốc tế phiên bản 128GB. Máy này thì có ngoại hình đẹp 99% mọi người nhé. Tại vì nó có một vài cái lấm tấm ở đây mọi người nhé. Đấy. Lấm tấm này là kiểu như nó bị trầy một chút mọi người nhé. Đấy. Rất là nhỏ và nhẹ. Còn lại là đẹp mọi người nhé. Máy này thì có số email là 8057. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung. Máy này em để cho mọi người giá là 3.300.000 mọi người nhé. Đã bao gồm miễn phí ship và tặng phụ kiện. Tiếp theo là một chiếc máy iPhone 7 phiên bản quốc tế 32GB. Máy có số email là 8229. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung mọi người nhé. Máy này thì đẹp kem, chả có cái dấu vết gì cả. Và là một chiếc máy nguyên zin 100%, chưa bung, nguyên áp trong nước. Máy này thì em để cho mọi người giá là 3.200.000. Viên pin theo máy còn 84% mọi người nhé. Chiếc tiếp theo iPhone 7 quốc tế phiên bản 32GB, máy đẹp keng, hầu như là không có dấu vết gì mọi người nhé. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung. Viên pin của máy thì còn 85%. Máy có số email là 0361. Máy này em để cho mọi người giá là 3.200.000 mọi người nhé. Chiếc tiếp theo có số email là 2644, iPhone 7 quốc tế 32GB, máy đẹp keng, không có dấu vết gì mọi người nhé. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung. Máy này thì viên pin theo máy còn 84%. Máy này em cũng để cho mọi người giá là 3.200.000 ạ. Tiếp theo là một chiếc máy iPhone 7 quốc tế 32GB, máy có số email là 2300. Máy này thì đây có một vài cái lấm chấm nhỏ đây mọi người nhé, lấm chấm siêu nhỏ đây. Lấm chấm siêu nhỏ, đây là cái hiện tượng oxy hóa của vỏ zin mọi người nhé. Đấy, còn lại là đẹp, máy nguyên zin nguyên bản, nguyên áp chưa bung mọi người nhé. Viên pin theo máy thì còn 81%. Máy này em để cho mọi người giá là 3.100.000 ạ. Đã bao gồm miễn phí ship toàn quốc và tặng phụ kiện mọi người nhé. Chiếc máy này có một vết chấm này sao? Chiếc máy tiếp theo có số email là 8033, iPhone 7 quốc tế 32GB. Máy này thì đẹp cận keng mọi người nhé. Không hiểu sao nó lại có một cái vết chấm ở đây. Đấy. Chấm này em vệ sinh nó vẫn chưa sạch. Không biết là vệ sinh nhiều có sạch hay không. Đấy. Máy này thì pin 81% và đã báo bảo trì. Thì đối với máy này thì em sẽ tặng mọi người một viên pin mới hoặc là sẽ thay pin cho mọi người. Nếu thay pin thì em sẽ có video để mà chứng minh là máy này lần đầu tiên được mở ra mọi người nhé. Máy này em để cho mọi người giá là 3.200.000, đã bao gồm thay pin mới cho mọi người nhé. Tiếp theo là một chiếc máy iPhone 7 phiên bản quốc tế 128GB. Máy này thì nguyên zin nguyên bản và pin của máy thì còn 76% mọi người nhé. Máy thì có một cái vết xước ở đây. Máy này thì em để cho mọi người giá là 3.300.000, đã bao gồm tặng pin mới mọi người nhé. Đấy, ngoài cái vết xước này thì hầu như là không có cái vết gì nữa mọi người nhé. Rất là đẹp. Máy rất là đẹp. Đấy. Cái vết xước này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy mọi người nhé. May ra thì vết cấn thì nó ảnh hưởng chứ vết xước này thì nó không ảnh hưởng. Đấy. 3.300.000.
đã bao gồm tặng pin mới và miễn phí ship, tặng phụ kiện. Chiếc máy tiếp theo có số email là 3880, iPhone 7 quốc tế 32GB. Máy thì có ngoại hình đẹp xuất sắc mọi người nhé, hầu như là không có cái dấu vết gì cả. Máy nguyên zin nguyên bản chưa bung, rất là đẹp mọi người nhé. Máy có viên pin theo máy là 84% và số lần sạc nó chỉ là 382 lần. 382 lần thì nó được dùng khoảng một năm, hơn một năm một chút mọi người nhé. Giá em để cho mọi người là 3.200.000. Em nói ví dụ như trong máy như thế này, pin máy này còn 87% mọi người nhé. Đấy, lúc nãy em nhìn vào đây em nhìn nhầm, tưởng là 84, tại vì nó gần giống với số 4, em ghi nó gần giống với số 4. Đây là 87% mọi người nhé, và sạc 424 lần. Nói chung là máy này thì dùng nó cũng không phải là nhiều lắm, mà nó cũng không phải là ít lần sạc mọi người nhé. Nhưng mà dù sao thì nó cũng không phải là những cái chiếc máy mà nó dùng nhiều quá. Người ta chỉ dùng khoảng hơn 1 năm thôi mọi người nhé. Máy này thì 517 lần sạc này, 85%. Mà trong khi đó máy này pin thì 84%, nhưng mà chỉ có 338 lần sạc. Thì tại sao mà chỉ số pin của nó lại không được cao, và cái số lần sạc này nó lại nó cũng không phải là thấp quá đấy. Tại vì những cái chiếc máy này là những chiếc máy zin áp chưa bung mọi người, nên là không có khả năng kích pin đấy. Còn những cái chiếc máy mà đã bung ra rồi ấy, mà bên trong mà xấu ấy, nói chung là kích pin thì hầu như là không biết được. Những cái chiếc máy này là chưa kích pin mọi người nhé. Còn những cái chiếc máy mà chỉ số cao mà mền zin màn zin hầu như là bán trên thị trường ấy, đấy, mà đã mở ra thì cái khả năng kích pin là khá là nhiều. Hiện nay những cái chiếc máy iPhone từ iPhone XS Max trở xuống thì cái khả năng kích pin là rất là cao mọi người nhé. Những chiếc máy này hoàn toàn là những chiếc máy nguyên zin nguyên bản, chưa hề thay thế, sửa chữa, xử lý, thay đổi thông tin một bất cứ một cái gì mọi người nhé. Và những cái chiếc máy này thì rất là hiếm trên thị trường. Mọi người đặt mua máy vui lòng liên hệ với em qua hai số hotline của bên em là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Zalo này của bên em thì đã đầy trên 2.000 bạn rồi. Còn Zalo của số này thì cũng sắp đầy, nhưng mà còn kết bạn được. Thì nếu mọi người liên hệ Zalo với em thì vui lòng liên hệ giúp em qua số này mọi người nhé, 0763 911 666. Số đầu tiên thì mọi người vui lòng gọi giúp em, tại vì số này là mạng Vina nên là sóng nó sẽ khỏe hơn. Địa chỉ của bên em ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Đối với khách hàng ở miền Bắc và miền Trung thì hầu hết là bên em sẽ chuyển trong một ngày mọi người nhé. Còn đối với khách hàng ở miền Nam thì bên em sẽ chuyển hầu hết là trong 3 ngày. Cái tốc độ chuyển nó rất là nhanh mọi người nhé, nên là mọi người không lo ngại khoảng cách. Cái thứ hai là chính sách của bên em là đã bao ship và bao tất cả các loại phí mọi người nhé. Đấy, nên là mọi người không lo về phí ship nữa. Thật ra phí ship của những cái chiếc máy, ví dụ như chiếc máy như thế này, đấy, giá trị của nó rất là cao. Phí ship của máy này thì nó rơi vào tầm độ khoảng 150 mọi người nhé, 150. Còn những cái chiếc máy như thế này thì vào khoảng 60 mọi người nhé. Đấy, mọi người tiết kiệm được rất là nhiều. Bên em còn tặng cho mọi người phụ kiện đó. Chế độ bảo hành là 3 tháng lỗi 1 đổi 1 của mọi người nhé. Lỗi thì sẽ được đổi. Cái bảo hành mà lỗi 1 đổi 1 rất là lợi cho mọi người nhé. Ví dụ một chiếc máy như thế này, nó đang nguyên zin như thế này mà nó lỗi, mà phải sửa bên chẳng hạn, thì bên em sẽ đổi cho mọi người một chiếc máy khác. Nếu mà là bảo hành sửa chữa thì bên em sửa chữa cho mọi người chỉ có tốn khoảng 200.000 thôi. Đấy, và gửi lại cho mọi người thì mọi người sẽ phải dùng một chiếc máy sửa và nó sẽ không bền mọi người nhé. Còn ví dụ một chiếc máy mọi người mua của bên em là máy này và lỗi thì bên em sẽ đổi cho mọi người sang một chiếc máy này, thì chiếc máy này là một chiếc máy nguyên zin và nó rất là bền mọi người nhé. Còn nếu mà bảo hành sửa chữa ấy, thì sẽ trả lại mọi người chiếc máy này và là tình trạng là máy đã sửa thì nó sẽ không bền mọi người nhé. Đấy, ví dụ một chiếc máy đã sửa mà cho bên em nhập, bên em cũng không nhập, rẻ bên em cũng không nhập mọi người nhé. Và những cái chiếc máy mà bảo hành cho mọi người mà đã sửa ấy, thì bên em phải
bán cho thợ với một mức giá rất là thấp. Rất là thấp thì người ta mới mua vào để mà bán ra. Tại vì nếu mà giá cao thì người ta mua máy zin đẹp người ta bán thì nó đỡ phải bảo hành hơn mà nó uy tín hơn. Thì chỉ có khi mà mình bán cho người ta giá thấp thì người ta mới chấp nhận mua vào để mà người ta hưởng cái mức giá lãi gấp 3, gấp 4 lần bán một chiếc máy zin. Đấy. Đấy thì em phải nói cho mọi người để mọi người lưu ý như thế. Và bên em thì bảo hành cho mọi người bao gồm cả màn hình mọi người nhé. Đấy. Màn hình thì ít khi các bên bảo hành cho mọi người. Tại vì một chiếc máy mà không, tức là nó không phải nguyên nguyên bản của nó thì rơi nó rất là dễ bị hỏng màn hình. Đấy, nếu mà màn hình ép kính là rất dễ bị vỡ. Đấy, nếu mà màn hình màn zin, men zin, vỏ zin nhưng mà đã tháo ra và lắp vào nhiều lần thì rơi nó rất dễ bị đờ sọc mọi người nhé. Em lấy ví dụ cho mọi người một cây này. Đấy, một cây này. Đấy, cái này bên em nhập về nhưng mà cấn nặng quá bên em không bán mọi người nhé. Đấy, có thể là bán nhưng mà sẽ nói rõ và thành lý cho mọi người với mức giá rẻ. Nó cấn đến mức như thế này. Đấy. Mọi người cấn rất là nặng như thế này. Cấn móc luôn cả vỏ này. Đấy, mà nó vẫn là một chiếc máy nguyên zin mọi người. Nguyên zin chưa bung luôn. Đấy. Cấn như thế này mà các chức năng của nó hoạt động vẫn bình thường. Màn hình của nó không vỡ thì mọi người tưởng tượng được là cái độ bền của một chiếc máy nó nguyên zin nó như thế nào. Đấy. Tại vì khi mà Apple sản xuất một chiếc máy ra thì người ta tính đến những cái lực rời, thực sự là người ta sẽ tính đến một cái lực rời. Không một cái hãng nổi tiếng nào mà để cho cái sản phẩm của người ta mà kém bền cả. Đấy. Rời nhẹ cái đã vỡ hay rời nhẹ cái đã hỏng. Không bao giờ có chuyện đấy mọi người. Đấy. Đấy, người ta đã tính được những cái lực rời và người ta làm cho cái sản phẩm của người ta chịu được cái lực rời như thế. Đấy. Còn khi mà mở ra mà đã xử lý ở bên trong rồi thì nó kém bền hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đấy, và nếu mà ai không bảo hành màn hình thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người trong 6 tháng mọi người nhé. Đấy, mọi người lưu ý là cái chế độ bảo hành nó rất là quan trọng. Đấy, nếu mà không bảo hành màn hình, không bảo hành nguồn và bảo hành theo kiểu là máy lỗi thì sửa thì thật ra là rất là thiệt cho mọi người nhé. Đấy, em xin kính chào mọi người và chúc mọi người lựa chọn cho mình được những chiếc máy thực sự ưng ý và thực sự chất lượng. Đấy. À, có thể dùng được rất là bền. Ở những chiếc máy zin như thế này thì mọi người nhiều khi là dùng qua vài năm và mọi người muốn đổi máy, muốn nó hỏng để thay máy khác nó cũng không hỏng mọi người nhé. Đấy. À, em xin kính chào mọi người.